Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối Wi-Fi của màn Fujifilm cho điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android và iOS. Và trên tay mình đây đang là một máy ảnh Fujifilm X-A3 và các dòng khác các bạn có thể làm tương tự nhé. Để kết nối điện thoại và máy ảnh Fujifilm bằng Wi-Fi, đầu tiên các bạn mở điện thoại lên, các bạn tải app cho mình, các bạn vào CH Play với Android hoặc là iOS thì các bạn mở App Store lên, sau đó các bạn vào tìm kiếm và gõ cho mình đó là Fujifilm Camera nhé. Sau đó các bạn thấy phần mềm đầu tiên này, Fujifilm Camera này, các bạn cài đặt. Sau khi xong các bạn mở app lên để đồng ý với điều khoản của phần mềm này, các bạn chọn I agree. Đây. Cho phép thiết bị truy cập. Ok. Đó, và sau trong bước 1 thì các bạn quay qua máy ảnh. Tiếp theo vào máy ảnh các bạn chọn ok nút menu ở giữa này. Các bạn sẽ bấm qua trái và chọn theo cái thứ 5. Bấm qua phải, chọn cái thứ 2, giao tiếp không dây. Các bạn bấm qua phải lần nữa. Đó, và các bạn đã khởi động đó, cái wifi này, các bạn để vậy. Sau đó các bạn lại qua điện thoại, các bạn tắt cái app này đi. Các bạn kéo xuống wifi nhé. Các bạn chọn cài đặt wifi mới này. Ở đây sẽ đã có Fujifilm X-A3 này. Các bạn kết nối vô. À, đang lấy địa chỉ IP, không có internet. Ok, sau đó các bạn quay lại app nhé. À, mở Fuji Camera lên. Sau các bạn chọn tiếp tục. Ở đây mình skip đi, mình không có chọn cái bước này nữa. Chọn bắt đầu này. Và đang tìm kiếm camera. Ở đây là dòng này X-A3, thế nên mình chọn là X-Series nhé. X-System. Chọn cái đầu tiên. Ở đây mình chọn X-A3 của mình. X-A3, ok. Chọn thêm vào ADD. Sau đó mình sẽ chọn vào Import Image nhé. Nếu các bạn muốn dùng điện thoại để điều khiển máy ảnh chụp, các bạn có thể chọn Live View Photoshopper. Ở đây mình sẽ chọn click vào Import Image và chờ máy kết nối. Nào các bạn bấm kết nối thì bên máy nó sẽ hỏi cho mình là có một kết nối không dây, đó là G8142, đó điện thoại của mình. Thì các bạn chọn OK để truyền. Đó, và bắt đầu truyền nhé. Bên điện thoại sẽ báo là đang connect rồi. Đó, sẽ hiển thị hiện lên. Nãy là hình mình chụp này. Đó, mình test. Mình sẽ bở lên. Đó, ok chưa? Nếu các bạn muốn lưu hình, các bạn tích vào từng tấm hoặc các bạn có thể chọn Select All này. Đó, sau đó các bạn chọn biểu tượng lưu vào điện thoại. Chọn Import nhé. Đó, nó sẽ lưu vào thư viện của các bạn nhé. Xong rồi. Sau đó mình quay ra thư viện là có hai hình rồi. Đó. Đó, các bạn sẽ thấy là trên đèn nó nháy nháy xanh đỏ nó đang truyền tín hiệu này. Về cơ bản là kết nối wifi như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.